Thưa quý vị, vào cuối giờ chiều qua ngày 21 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn cao. Chính vì vậy, đề nghị các địa phương khi phát hiện ca nhiễm cần phong tỏa, xét nghiệm thần tốc và tùy vào mức độ nguy cơ để xác định phạm vi vùng phong tỏa. Đồng thời đề nghị các quận huyện và ngành y tế cần tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm vaccine trên địa bàn thành phố. Trong vòng giữa tuần này thì vaccine về thì chúng ta tiếp tục cái việc phân bổ để đẩy nhanh cái việc tiêm mũi 1 và công chí thực hiện cái kế hoạch để tiêm cái mũi 2. Nhất là khi có cái vaccine có đủ điều kiện để tiêm cho người lớn tuổi đấy, thì tôi đề nghị công chí tập trung tiêm cho người lớn tuổi cho nó giải quyết dứt điểm. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, các quận huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, không chủ quan, lơ là, đảm bảo duy trì nghiêm các công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Chúng ta đã có những cái kinh nghiệm trong việc xử lý các cái điểm nóng này, thì khẩn trương triển khai và tập trung các cái nguồn lực để mà sớm dập tắt các cái nguồn lây tại các cái điểm nóng này. Trong đó nhắc là khu vực của Thuận Phước, Hải Châu. Đề nghị các đồng chí triển khai ngay và cái gì cho tranh thủ từng ngày, từng giờ, từng phút để mà chúng ta tìm kiếm và bóc tách F0 ra ngay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu và tham mưu triển khai các chủ trương mới của Bộ Y tế, các đơn vị liên quan phối hợp và hoàn thiện phương án phòng chống dịch trong thời gian đến, đồng thời cho biết thành phố vẫn đang gấp rút xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ những hoàn cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.